Xin chào các bạn, mình tên là Sput và hôm nay mình sẽ bạn biết cho nó update. Và thực ra thì mình sẽ nghỉ 1 đến 2 tuần vì máy của mình đang có trục trặc gì đó. Nó bị cái màn hình mẹ gì á. Anh mình kêu là phải mình qua Sài Gòn sửa thì phải chịu thôi. Trong khoảng thời gian đó thì chắc là stream hoặc làm cái gì đó ở quay nét hay là gì đó, chắc mình cũng stream. Nếu không thôi thì mình sẽ đợi cho khi nào máy sửa xong rồi mình sẽ quay video luôn. Và GTA 5 sắp tới sẽ có GTA 5 và Gmod, và mình cũng collab với vài người nữa, cho nên cứ tiếp tục theo dõi channel mình nhé.